Chào các bạn đến với khóa học bí quyết giỏi suy cộng cộng ngay lập tức. Yêu cầu của bài tập hôm nay, chúng ta sẽ tính tổng các chữ số chẵn và tích các chữ số lẻ của số nguyên dương n. Ở bài tập trước á, chúng ta đã tính tổng và tính tích các chữ số của số nguyên dương n thôi. Vậy các bạn thấy ở bài tập này chúng ta sẽ nâng cái mức độ khó lên một tí, có nghĩa là chúng ta chỉ tính tổng các số chẵn, không tính các số lẻ, các bạn lưu ý nha. Và tích thì chúng ta chỉ tính tích các số lẻ mà thôi, không tính tích các số chẵn. Đó, các bạn thấy như vậy. Đương nhiên, nói về tính chẵn lẻ thì chúng ta phải sử dụng câu lệnh if, và chúng ta sẽ kết hợp với câu lệnh while. Rồi, ví dụ ở đây mình sẽ có cái số này. Đây, cái số này 2 4 0 1 7 5 9 8 4 3 4 6, thì chúng ta sẽ in ra được tổng các chữ số chẵn là 28 và tích các chữ số lẻ là 1 945. Đây là cái chương trình mình đã chạy đây các bạn. Tổng các chữ số chẵn là 28, tích các chữ số lẻ là 945. Rồi, bây giờ trước khi vào code thì đương nhiên mình sẽ nói sơ về lý thuyết. While thì chúng ta đã tiếp xúc các bài tập trước rất là nhiều, tuy nhiên while if thì chúng ta ít gặp. Đây, bây giờ nếu như không có cái câu lệnh if này nè các bạn, thì chúng ta sẽ in ra các giá trị n giảm dần từ 5, dĩa đây n mình gắn 5, 5 dài xuống 1. Rồi, tuy nhiên ở đây chúng ta sẽ có câu lệnh if kết hợp với câu lệnh while, nghĩa là sao các bạn nghe mình phân tích ha. Người ta nói là câu lệnh sau câu lệnh while sẽ được lặp lại, mà sau câu lệnh while lúc này của chúng ta là câu lệnh if, cho nên nó sẽ vẫn thực hiện bình thường, các bạn lưu ý nha. Rồi, như vậy ở đây n là 5 khác không nè. Rồi chúng ta gặp câu lệnh if là n mod 2, 5 mod 2 không có bằng 0. Đây chúng ta so sánh với 0. Cho nên đây các bạn thấy, cho nên chúng ta sẽ không in ra được cái giá trị n này. Đó, chúng ta sẽ không in được cái giá trị n này. Thì nếu như chỗ này các bạn để như vậy thì câu lệnh chúng ta sẽ bị lặp vô tận. Tại sao các bạn? Khi mà quay lên kiểm tra điều kiện á thì n vẫn đang là 5 chứ không có giảm xuống 4. Các bạn lưu ý nha. Cho nên làm về suy cộng cộng thì các bạn phải lưu ý làm sao cho cái câu lệnh while của chúng ta phải sai nha. Như vậy chỗ này chúng ta phải eo. Ngược lại thì n trừ trừ. Đó, để chi vậy các bạn? Để nếu như mà cái điều kiện của câu if này nó sai á thì chúng ta vẫn giảm giá trị n xuống để chúng ta làm. Đấy các bạn lưu ý nha. Rồi, bây giờ khi mà cái chỗ này là 5 mod 2 là không có bằng 0 rồi nè, cho nên điều kiện chỗ này sai nè, sai thì nó sẽ vào câu else của thằng if nè. Cho nên là n giảm xuống còn 4 thì 4 khác vẫn khác 0, cho nên vào câu lệnh if tiếp nè. 4 mod cho 2, 4 mod cho 2 bằng 0. Đúng rồi. Đúng rồi, thì chúng ta in số 4 ra và chúng ta giảm n xuống. Rồi chúng ta quay lên chúng ta kiểm tiếp của câu while mà không có ảnh hưởng gì tới câu else này hết. Đó, thì khi xuống giảm xuống còn 3 thì 3 chỗ này không rơi vô đây, nhưng mà chúng ta có chỗ này else nè, cho nên nó sẽ in ra được số 4 với số 2 thôi. Đó, các bạn lưu ý nha. Đó là cái cách để chúng ta kết hợp câu if câu while, để một hồi vào cái bài tập này chúng ta xác định cái tính chẵn lẻ để chúng ta biết mà chúng ta tính tổng và tính tích. Rồi bây giờ mình sẽ vào cái code. Rồi, bây giờ chúng ta vào cái code của cái bài tập này. Đây là chương trình. Chúng ta có này à, biến tạm. Đây, một cái biến tạm để mình không có ảnh hưởng đến cái giá trị n. Ở video trước mình đã có giải thích cho các bạn rồi. Hai biến này kiểu long long in, vì để người ta nhập vô một cái số nguyên lớn. Rồi, biến tích và biến tổng thì kiểu int thôi cũng được. Rồi chúng ta sẽ cho người dùng nhập vô cái giá trị n. Rồi các bạn gán giá trị n vô cái biến tạm này, rồi các bạn thao tác trên cái biến tạm này để nó không có ảnh hưởng đến giá trị n. Rồi, tuy nhiên các bạn vào câu while chúng ta có hai cái biến nữa nè, có thêm một cái biến nữa là biến chữ số
Để anh chị các bạn, cái biến chữ số này sẽ giữ cái số cuối cùng của n. Để chúng ta sẽ lấy cái biến chữ số này, các bạn làm gì nữa, các bạn mới mod cho 2. Nếu nó chẵn thì các bạn tính tổng, ngược lại thì các bạn tính tích. Đó, không chẵn thì lẻ. Rồi, sau khi tính tổng tính tích xong, rồi chúng ta phải đưa cái giá trị tạm này là cái số n của chúng ta đó chia cho 10 để chúng ta bớt một số và chúng ta quay lên chúng ta làm tiếp. Đấy, đấy là cái cách làm của cái bài tập này. Sau đó chúng ta in tổng tích ra. Bây giờ để dễ hiểu á thì mình sẽ chạy cho các bạn. Do ở đây cái số ở trong cái ví dụ này hơi dài cho nên các bạn chịu khó theo dõi nha. Mình sẽ làm thật chậm để các bạn theo dõi, để các bạn có thể hiểu được cái bài tập này. Rồi, bây giờ mình sẽ cho cái số n là, rồi, vì các bạn thấy là chúng ta dự đoán được chúng ta sẽ lặp bao nhiêu lần đây? 2, 4, 6, 8, 10, 12 lần, 12 lần lặp. Rồi, bây giờ ở lần lặp thứ nhất, trước khi vào lần lặp thì chúng ta thấy là tích của chúng ta bằng 1, tổng bằng 0. Và chúng ta sẽ gán cái biến tạm là cái số n ở trên đây luôn. Rồi, bây giờ chúng ta vào câu hoài. Lần lặp thứ nhất. Thì cái số này đương nhiên khác không. Rồi, đúng. Đúng thì chúng ta sẽ làm gì các bạn? Chúng ta làm rất nhiều việc ở trong này nha. Rồi, các bạn lưu ý nha. Việc thứ nhất, chúng ta sẽ khai báo một cái biến chữ số. Chữ số bằng cái số này, cái số nguyên này, mod cho 10, như vậy chúng ta sẽ được số 6. Đó, chúng ta sẽ được số 6. Đây, chúng ta sẽ được cái số cuối cùng của cái chữ số, của cái số nguyên đó. Như vậy cái biến chữ số của chúng ta là 6. Như vậy các bạn thấy vào câu if à, và các bạn thấy trong while này mình có cái cặp dấu ngoặc nhọn nè, cho nên nó sẽ làm hết những cái ở trong ngoặc nhọn này nó mới quay lên, nó kiểm tra điều kiện. Rồi, như vậy các bạn thấy cái biến chữ số lúc này bằng 6 thì chúng ta sẽ vào câu if. Đấy, vào câu if thì các bạn thấy 6 mod cho 2 thì nó bằng 0. Đây, 6 là số chẵn. Đó, cho nên các bạn thấy nếu là một số chẵn thì chúng ta sẽ tiến hành tính tổng. Như vậy tổng của chúng ta là lúc đầu là 0, như vậy tổng mới là 2. Vậy một câu hỏi đặt ra là có tính tích hay không? Không có tính tích ở chỗ này, các bạn lưu ý nha. Cho nên tích vẫn đang là 1. Mình ghi tích ở đây là 1 luôn để chúng ta dễ nhớ. Đó, tích vẫn đang là 1. Tại sao các bạn? Tại vì người ta nói là tính tổng số chẵn. Đây là số chẵn mình tính tổng, còn số lẻ mình mới tính tích. Các bạn lưu ý nha. Rồi, cho nên tích vẫn đang là 1. Đó là sau đó chúng ta sẽ thấy đó là xong câu lệnh if. Bây giờ chúng ta còn một câu lệnh trong while nữa là biến tạm mới của chúng ta sẽ bằng cái tạm cũ chia cho 10. Như vậy chúng ta sẽ mất đi cái số 6 này. Mất đi số 6. Còn số này 2401759834. Đó, thì các bạn thấy đó là xong lần lặp thứ nhất của câu lệnh while. Bây giờ ở lần lặp thứ hai thì cái biến mới, cái số mới là không có số 6. Vậy các bạn thấy số này đương nhiên khác không? Đúng. Rồi, tuy nhiên cái biến chữ số của chúng ta lúc này là 4. Rồi, thì các bạn thấy 4 mod cho 2 bằng 0, 4 là chẵn, cho nên các bạn sẽ có là 2 cộng cho mình sorry các bạn nha. Ở trên này là tổng của chúng ta là 6 nha. Rồi, 6. Như vậy lúc này là 6 cộng cho 4 ra 10. Tổng ra 10. Tích vẫn đang là 1.
Các bạn lưu ý nha, đây là số chẵn cho nên chúng ta thấy là vẫn đang là một, chưa có nhân tích. Rồi, bây giờ số tạm mới sẽ bằng là cái số này chia cho 10, cho nên chúng ta sẽ thấy mất đi số 3. Đó là lần lập thứ hai. Bây giờ lần lập thứ ba. Lần lập thứ ba các bạn thấy số 24017598 43 khác không, đúng. Và cái biến chữ số của chúng ta lúc này là 3. Đây là số lẻ. Các bạn thấy là 3 mod cho 2 không có bằng 0. Cho nên cái tổng của chúng ta đang là 10 thì nó vẫn là 10. Đấy, các bạn lưu ý nha. Và chúng ta sẽ có cái L. Đây, chúng ta có cái L. Rồi, chúng ta có cái L. Cho nên tích của chúng ta sẽ bằng tích cũ đang là 1 nè, các bạn nhân cho cái biến chữ số. Đây. Nhân cho 3, như vậy tích mới của chúng ta là 3. Đó, các bạn lưu ý nha. Tích mới của chúng ta là 3. Và cái biến tạm của chúng ta là lúc này sẽ bằng biến tạm cũ chia cho 10, như vậy chúng ta còn số 24017 5984. Đó là lần lập thứ 3. Ở lần lập thứ 4, rồi số này mất đi số 3 khác không, đúng. Cái biến chữ số lúc này lại là quay về 4. Đó, quay về 4 thì các bạn thấy 4 chia cho 2 bằng 0, số chẵn. Cho nên biến tổng của chúng ta đang là 10 nè, chúng ta cộng cho 4, như vậy chúng ta được là 14. Và cái biến tích của chúng ta vẫn đang là 3. Các bạn lưu ý nha, vẫn đang là 3. Rồi, tiếp tục biến tạm chúng ta sẽ mất đi số 4, còn số 24017598. Rồi, ở lần lập thứ, đây là lần lập thứ 4. Rồi, bây giờ lần lập thứ 5. Lần lập thứ 5 các bạn sẽ thấy là chữ số, biến chữ số của chúng ta là 8. 8 mod cho 2 là 8 mod cho 2 bằng 0. 8 là số chẵn, cho nên chúng ta sẽ tiến hành tính tổng. Số chẵn thì chúng ta tính tổng, các bạn cứ nhớ như vậy. Như vậy các bạn thấy 14 chúng ta cộng cho 8 sẽ được là 22. Đó, cái biến tổng mới là 22. Và biến tích của chúng ta lúc này vẫn đang là 3. Các bạn lưu ý nha, biến tích vẫn đang là 3. Rồi, biến tạm mới sẽ chia cho 10. Như vậy chúng ta chia cho 10 mất đi số 8. Rồi, ở lần lập thứ 6. Đây, thì cái biến chữ số là số 9. Đó, cái biến chữ số là số 9. 9 thì mod cho 2 không có bằng 0. Không có bằng 0, các bạn lưu ý nha. Cho nên chúng ta sẽ có phần L. Tích bằng tích cũ là 3 nè, các bạn nhân cho 9 vậy bằng 27. Rồi, 27. Rồi, biến tạm của chúng ta sẽ là mất đi số 9, còn số 5. Rồi, tiếp tục lần lập thứ 7. Rồi, lần lập thứ 7 thì nó sẽ mất đi số 9 đây. Rồi, như vậy cái biến chữ số của chúng ta là 5. Như vậy các bạn thấy 5 mod cho 2 không có bằng 0, cho nên biến tổng vẫn đang là 22. Và biến tích của chúng ta sẽ là bằng 27, là cái tích cũ nè các bạn nhân cho 5. Rồi, 27 nhân 5 là 135. Như vậy cái biến tích mới của chúng ta là 135. Và cái tạm mới sẽ bằng là 24017. Rồi, quá trình này lập tương tự. Như vậy mình sẽ làm nhanh để tiết kiệm thời gian xem video của các bạn. Ở lần 8 nè các bạn. Ở lần 8 thì chúng ta thấy nó là số, cái biến chữ số là mấy? Cái biến chữ số là bằng 7. Đó, bằng 7 thì là số lẻ. Số lẻ thì chúng ta sẽ thấy cái biến tích của chúng ta sẽ bằng 135, các bạn nhân cho 7.
1945. Rồi, 1945. Lần lập thứ 8. Đó là lần lập thứ 8. Bây giờ lần lập thứ 9. Lần lập thứ 9 các bạn sẽ thấy cái biến chữ số lúc này là, ở đây mình sẽ ghi nha, biến này là 24017. Đó. Rồi ở lần lập thứ 9 thì cái biến tạm là 2401. Thì các bạn thấy số cái biến chữ số lúc này sẽ là một. Một thì các bạn thấy là số lẻ thì chúng ta sẽ tính tích. Như vậy biến tích sẽ bằng là 945. Các bạn nhân cho 1, như vậy là bằng 945. Đó. Rồi ở lần lập thứ 10 chúng ta còn cái số nguyên là 240. 240, như vậy các bạn thấy biến chữ số là 0. 0 là số chẵn cho nên chúng ta sẽ tính tổng. Rồi, cái biến tổng của chúng ta cũ là 22. 22. Đây 22 đây. Mà các bạn cộng cho 0 thì cũng bằng 22. Rồi, ở lần lập thứ 11. Ở lần lập thứ 11 thì cái số nguyên chúng ta còn lại là 24. Đó, 24 thì cái biến chữ số sẽ là 4. 4 là số chẵn cho nên các bạn sẽ tính tổng. Vậy là 22 cộng 4 bằng 26. Rồi, ở lần lập thứ 12. Lần lập thứ 12 chúng ta còn lại số 2 thì cái biến chữ số đương nhiên là 2. Rồi, 2 là số chẵn cho nên các bạn sẽ tính tổng 26 cộng 2 bằng 28. Rồi, không có lần lập thứ 13 vì lúc này cái biến tạm của chúng ta là 0 rồi. Rồi, vậy là 28 945. Đấy, các bạn thấy mình đã chạy cho các bạn xong 12 lần lập ha. Và cứ số chẵn thì các bạn sẽ tính tổng, số lẻ thì các bạn tính tích. Bây giờ mình sẽ chạy cái trường hợp khác xem chúng ta chạy đúng không nha. Đấy, tích là 5, chẵn là 38. Các bạn thấy nè, tích ở đây mình chỉ gõ là 5 với 1 thôi, cho nên đương nhiên nó sẽ ra 5. Rồi, cái số chẵn thì các bạn cộng lại 2, 4, 6. 2 là 8, 8 cộng 0 là 8. 8, 3, 24. 24 với 8, 32. 36, 38, rất là đúng các bạn. Rồi, vậy ở video vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn cách để tính tổng các số chẵn và tích các số lẻ của cái chữ số của số nguyên dương n. Ở video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn tìm cái số đảo ngược của cái số nguyên dương n người dùng người ta nhập vào. Đây cũng là một bài tập rất là hay. Rồi, hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Xin chào các bạn.